Cô Biên chào các con. Các con ơi, hôm nay cô Biên đem đến cho các con xem bức tranh nè. Cô đố các con, bức tranh nói về gì? Bức tranh của cô là xé dán rèm cửa. Các con cùng quan sát cho cô xem bức tranh xé dán rèm cửa gồm có những chi tiết nào nè con. Nhất là chúng ta muốn đây là những cái sợi màn nè, được làm từ giấy được xé dán nha con. Chúng ta phải xé mạnh xuống thành một cái dải giấy nè. Xong chúng ta dán một đầu dải giấy vô cái tờ giấy. Chúng ta dán hết luôn, dán giáp với tờ giấy luôn. Xong chúng ta dùng hai dây chúng ta buộc các dải giấy này lại với nhau tạo thành một cái rèm cửa thật là xinh xắn nè. Để làm được cái rèm cửa này thì cô đã chuẩn bị những cái tờ giấy báo cũ nè. Và những cái tờ giấy A4 đã qua sử dụng nè con. Rồi, cái tiên nó là một cái hồ. Và muốn xé dán được cái rèm cửa thì đầu tiên chúng ta sẽ cầm tờ giấy lên. Rồi, chúng ta dùng cái tay phải nè, ngón tay cái và ngón trỏ chúng ta xé mạnh xuống tạo thành các dải. Cứ thế chúng ta sẽ hết cái tờ giấy rồi. Tiếp tục chúng ta xé. Đó, chúng ta xé mạnh xuống tạo thành các dải giấy nè, và đều. Rồi các bạn đi xé, các bạn nhớ chú ý cố gắng mình sẽ hết tờ giấy nè, với các dải dài xuống tới phía dưới luôn. Con sẽ xé từ trên nè, dài xuống tới cuối cái tờ giấy luôn nè, để tạo cái dải giấy của mình thật là dài cho rèm cửa mình thật là đẹp nha các con. Nếu cái dải giấy nào to quá chúng ta có thể xé lại thêm một lần nữa cho cái dải giấy của mình nhỏ lại cho thật là đẹp, cho các dải giấy nó đều với nhau luôn. Chúng ta sẽ lấy một tờ giấy qua A4 qua sử dụng nha các bạn. Chúng ta lấy cái tờ trắng này cho nó đẹp. Rồi xong chúng ta sẽ lấy cái dải giấy chúng ta vừa xé xong mà chúng ta dán lại. Dán một đầu thôi. Một đầu. Rồi chúng ta khi xé xong chúng ta lấy một cái dải giấy nè. Chúng ta vớt hồ ở một đầu của dải giấy nè. Rồi chúng ta dán xuống. Khi dán chúng ta dán sát cái mí của giấy nha con. Tiếp tục chúng ta dán các dải giấy còn lại nè. Đó, khi dán chúng ta dán từ trái sang phải, rồi dán sát mấy đầu của tờ giấy A4 luôn, dán cho đều nhau để các dải giấy mình được đều được đẹp. Đếm rồi mình đếm xem được có bao nhiêu cái dải giấy mình dán được nha các bạn. Bây giờ mình đếm thử xem coi nào. 1 2 3 4 5 6 dải giấy. Tiếp theo nữa là mấy các bạn? Là 7 dải giấy nè. Rồi. Tiếp theo là 8 dải giấy. Rồi. Tiếp theo là 9 dải giấy. À, 10 dải giấy. Tiếp theo nữa là 11 dải giấy. Chúng ta dán được 11 dải giấy các bạn ơi. Rồi tiếp theo nữa nè là 12 dải giấy. Thêm một cái nữa. Rồi 13 dải giấy chúng ta vừa dán xong, bây giờ nó đã hết rồi nha các bạn, dán giáp tờ giấy thì thôi. Rồi chúng ta vừa dán xong cái rèm cửa nè. Bây giờ cô Biên dở lên xem coi chúng ta đã dán nó chính thức chưa nè. Cô Biên coi coi có cọng nào bị rớt không nha con, có cái giấy này bị rớt không. Chúng ta cô Biên đã dán chính hết rồi nè, để cho cái rèm cửa này xinh xắn hơn cô Biên sẽ ước lượng chia làm đôi nha. Chia làm đôi hai, chia hai bên ra rồi cô Biên sẽ buộc lại để tạo thành cái rèm cửa thật là xinh xắn. Để hay dính, khi mình buộc dính thì mình phải làm sao đây? Muốn dính thì cô sẽ phết cho một miếng hồ. Xong cô dán lại. Rồi tiếp tục bên còn lại. Cô Biên cũng buộc lại. Cô Biên ướm thử coi nó vừa chưa. Xong cô Biên sẽ phết một miếng hồ. Và dán lại.
Cô Viên đã tạo xong một cái rèm cửa thật là xinh xắn nè các con. Các con ơi, bây giờ cô đã hoàn thành cái sản phẩm của mình rồi nè. À, cô đã tạo ra được cái rèm cửa thật là xinh xắn rồi. Ngoài ra chúng ta có thể là giấy tập cũng được, và những cái tờ giấy A4 mà sử dụng chúng ta cũng có thể làm được đúng các bạn. À, qua cái làm cái rèm cửa này giúp cho cái đôi tay chúng ta thật là khéo léo nè. Qua hướng dẫn của cô Viên mong muốn các con làm được cái rèm cửa thật xinh xắn của riêng mình. À, cái video của cô đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các con.